Hello, Công Úy xin chào các bạn vô tôm trên ba miền. Chúc các bạn một ngày vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các bạn thành công trên mọi lĩnh vực. Chúc các bạn một ngày tràn đầy năng lượng. Và Công Úy cũng đại diện cho công ty Supervet. Cảm ơn tất cả các bạn nuôi tôm trên ba miền trong thời gian vừa qua đã tin tưởng sử dụng những cái dòng sản phẩm của công ty Supervet đã và đang sản xuất và cung cấp rộng khắp trên ba miền Bắc Trung Nam qua những cái kênh đại lý uy tín chất lượng của công ty Supervet. Công Úy thật sự cảm ơn các bạn rất là nhiều, mong các bạn là tiếp tục đồng hành để có một cái vụ mùa tôm thật là tràn đầy những cái tiếng cười. Và hôm nay thì Công Úy cũng chia sẻ với các bạn thêm những cái dòng sản phẩm của công ty Supervet. Thế thì cái sản phẩm hôm nay Công Úy chia sẻ với các bạn đó là một cái dòng sản phẩm là Probiotic. Đây cái sản phẩm này đấy là nó là một dòng sản phẩm là dùng cho con tôm. Đấy, nó có tác dụng là tiêu hóa tốt, hấp thụ nhanh và tăng cường cái hệ miễn dịch và rút ngắn thời gian nuôi của con tôm. Thế thì trong quá trình chăn nuôi, nuôi tôm ở đây thì cũng nhiều bạn là cũng đã phản ánh là cũng cùng một cái dòng sản phẩm đấy để sử dụng mục đích cho con tôm. Thế nhưng mà khi các bạn mua về sử dụng thì cái hiệu quả nó cũng không được cao lắm và cũng ảnh hưởng không phải ít đến với kinh tế của các bạn. Thế thì ở đây Công Úy muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta phải tập trung vào những cái dòng sản phẩm nó chính thống. Đấy, để chúng ta là thực hiện, bởi vì chúng ta bỏ tiền ra mua mà vớ vào những sản phẩm mà nó không được chính thống, đấy, nó hàm lượng nó không tốt, dẫn đến là cái việc chúng ta đầu tư là dẫn đến là không thành công và thất bại. Thế thì cái sản phẩm Probiotic ở đây thì như ban đầu Công Úy cũng đã nói rồi, thế thì nó bổ sung các vi sinh có lợi đấy và hấp thụ cái thức ăn nhanh, hấp thụ cái đường ruột, nó bổ sung cái vi sinh có lợi trong đường ruột và nó hấp thụ triệt để những cái dinh dưỡng, những cái thức ăn con tôm ăn và nó cải thiện được những cái vấn đề đường ruột và nó là tăng cái tỷ lệ sống của con tôm lên rất là cao. Đấy, mà nó tăng cả cái sự miễn dịch. Đấy, và đặc biệt là nó điều trị, đấy, hỗ trợ điều trị được cái bệnh phân trắng. Đấy, trong cái sản phẩm nó có nhiều những cái tác dụng như vậy mà nó tăng cường cái khả năng là tăng cường cái tiêu hóa. Đấy. Cái tăng cường cái khả năng tiêu hóa tốt. Đấy, con tôm tiêu hóa tốt thì con tôm sẽ ăn được nhiều, hấp thụ thức ăn tốt thì con tôm sẽ trông lớn và nó sẽ miễn được những cái nó có hệ miễn dịch và nó chống được những cái bệnh của con tôm thường gặp. Thế và nó tăng trọng nhanh. Thế thì ở đây các bạn nuôi tôm đấy thì không ngoài mục đích là nó tăng trọng nhanh, nhanh được bán, ví dụ nuôi 3 tháng thì nó giảm đi được 10 ngày. Đấy cũng là giảm đi rất nhiều những cái chi phí cần thiết của chúng ta rồi. À nào, cho nên cái sản phẩm này của công ty Supervet là giúp các bạn là ngoài những cái việc là tiêu hóa này, thế rồi là những cái việc là kháng thể này. Đấy thì nó còn là giúp cho con tôm là tăng trọng rất là nhanh. Đấy, một cái vụ mùa bội thu. Đấy, cho nên các bạn là cũng lên lưu ý và lựa chọn những cái sản phẩm tương tự để chúng ta áp dụng vào trong quá trình nuôi tôm. Thế thì hôm nay Công Úy cũng chia sẻ với các bạn là cái sản phẩm ở đó là Probiotic. Thì các bạn cũng ai đã biết rồi thì các bạn chỉ cần ra các đại lý của công ty mua về đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và các bạn áp dụng là được. Còn bạn nào chưa hiểu thì bạn có thể là vào trang web công ty để tìm hiểu thêm đấy về những cái sản phẩm của công ty. Và các bạn hôm nay theo dõi video này cảm thấy hữu ích thì các bạn là chia sẻ rộng khắp cho mọi người nắm được, biết được cái sản phẩm công ty Supervet để mọi người cùng là chung tay là đồng hành để có một cái vụ mùa tôm thắng lợi. Và Công Úy xin tạm dừng video tại đây. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye các bạn.